Chào mừng các em đến với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Thầy là Thế Cường, rất vui được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Qua một số câu chuyện, các em đã được biết sự mất mát đau thương của một số gia đình ở nước ngoài đã sử dụng lò sưởi bằng than để sưởi ấm vào mùa đông. Vậy cái chết đó là do đâu? Bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta giải thích vấn đề trên. Bài 28, các oxit của carbon. Bài học gồm có hai phần: carbon oxit và carbon dioxide. Chúng ta cùng đi vào phần đầu tiên là carbon oxit. Carbon oxit có công thức hóa học là CO. Bài học phần này gồm có tính chất vật lý, tính chất hóa học và phần ứng dụng. Về phần tính chất vật lý, carbon oxit là chất khí nhẹ hơn không khí, không màu, không mùi và đặc biệt là rất độc. Về phần tính chất hóa học, carbon oxit là một oxit trung tính. Ở nhiệt độ thường, carbon oxit không tham gia phản ứng được với nước, axit và kiềm. Ngoài ra, carbon oxit còn là chất khử mạnh. Ở nhiệt độ cao, carbon oxit khử được oxit kim loại. Ví dụ như CO cộng COO mũi tên tê độ, CO cộng CO2, cân bằng phương trình là 1:1:1:1. Ngoài ra, CO còn cháy được trong khí oxy hoặc ở trong không khí, tạo ra ngọn lửa màu xanh và tỏa rất nhiều nhiệt, theo như phương trình CO cộng O2 mũi tên tê độ CO2, cân bằng phương trình 2:1:2. Carbon oxit còn có ứng dụng trong đời sống, dùng để làm nguyên liệu trong các ngành công nghiệp hóa học. Ngoài ra, nó còn là nhiên liệu và là chất khử. Phần thứ hai, đó là carbon dioxide, có công thức hóa học là CO2. Phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tính chất vật lý, tính chất hóa học và ứng dụng. Về tính chất vật lý, carbon dioxide là chất khí nặng hơn không khí, không màu, không mùi. Và khí carbon dioxide còn được gọi là khí carbonic nên không duy trì sự cháy và sự sống. Phần thứ hai là tính chất hóa học. Tính chất thứ nhất, tác dụng với nước. CO2 tham gia phản ứng với nước, làm cho giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ nhạt. H2CO3 là axit không bền, dễ bị phân hủy tạo thành CO2 và nước. Nên tại sao chúng ta thấy phương trình ngay đây viết mũi tên 2 chiều. Ngoài ra, carbon dioxide còn tác dụng được với dung dịch bazơ, tùy vào tỷ lệ số mol của CO2 và NaOH mà tạo ra sản phẩm là muối trung hòa hay muối axit hoặc là hỗn hợp cả hai muối. Tính chất cuối cùng đó là tác dụng với oxit bazơ. Ví dụ như phương trình CO2 cộng CaO mũi tên CaCO3 cân bằng phương trình 1:1:1. Phần cuối cùng đó là ứng dụng. Carbon dioxide được dùng để sản xuất nước có ga, sản xuất phân đạm, sử dụng trong quá trình chữa cháy hoặc làm đá khô. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em có một tiết học nhẹ nhàng và hiệu quả. Hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.